Chỉ ở bãi ba thiên. Ngày hai trăm tám mốt. Một triệu bảy trăm nghìn đúng không? Trả bạn tiền này. Nguyên văn là một trăm bảy mươi vạn đúng không? Cho bạn tiền. Y bài chi sứ oán tuổi bà Cái nhị chén Y Bãi 十万对吧？给你钱一百七十万对吧？给你钱一百七十万对吧？给你钱。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。Đi giày cao gót thần mỏi chân. 穿高跟鞋真累脚。không rõ lắm，不太清楚。thảm quá，好惨啊！đi thang máy lên trên，坐电梯上去。tuyệt đối chế tuổi để đâu phẳng nở tận mắt nhìn thấy chi nhánh đầu tiên sầu xiên nhìn dáng vẻ trông có vẻ khai nhạc dựng dễ chịu thoải mái. Sư phụ lên người, sẵn sân, liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuổi vừa lựa chọn, căng theo, điều này 这款这款 phẩm, chế phẩm mở trên người,穿在身上 không đắt,不贵 chuyên tâm lựa chọn,专心挑 chọn đại thu hoạch,大收获 đi trả tiền. Chủ phủ chén. Tổng cộng là 1 triệu 700 nghìn nguyên văn là tổng cộng là 170 vạn. Ý cùng sử ý bài chi số vạn. Trả bạn tiền. Cái nì chén.